xin mời quý vị cùng thưởng thức một tiết mục kịch rất là đặc sắc, rất là hài hước đến từ đội văn nghệ Trung Nghĩa. Chúng ta cùng gặp lại Thị Hến trong tiểu phẩm Thị Hến kén chồng với sự trở lại của đội văn nghệ xã Trung Nghĩa. Một tràng vỗ tay thật là lớn để cùng chào đón lên sân khấu đội văn nghệ xã Trung Nghĩa. Ta muốn có tiểu con để nối dõi tông gia. Ta nằm mộng,
chỉ có hên là giúp ta được việc ấy. Giờ này là giờ gì hả nàng? Giờ này là giờ xỉu. Mà xỉu ấy có nghĩa là trâu. Đúng. Trâu nghêu ấy là không có hợp với dê. Ê, không trông ta thế này nhưng mà quý tướng không những hợp với trâu, ta còn hợp cả với bò. Dê, lợn, chó, mèo, từ nhỏ đến to, ta rất hợp, hợp cho bằng hết. Chỉ có hên là ta chưa hợp thôi. Ôi, mẹ nghèo nói mà, hến đây hồn hèn, cũng mộng mơ một chú tiều nghèo nghèo. Trời ơi, thế thì hồn hèn đi hến ơi. Ôi trời ơi, thầy ơi, hình như nhà có khách đấy. Khách nào? Làm khách chứ. Ôi trời, chết rồi. Có khách thật rồi, chưa ở đâu bây giờ thế này nhá, hả? Thế này nhá, thầy, thầy chưa cho em xuống cọc trắng đi nhá. Chưa cọc trắng? Ừ. Ôi trời ơi, thôi đành vậy. Rồi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào. Ôi trời ơi, đúng con muỗi được. Hén ơi, sao lâu thế Hén? Dạ, em chào thầy ạ. Ôi dồi ôi. Em chào thầy ạ. Làm gì trong đấy giờ mới ra chào thầy ạ? Làm mũi nó chào thầy tí chứ. Dạ, em đang hong tóc mà. Vẽ lực. Hong làm gì? Cứ để cho nó ướt. Càng ướt càng mát Hiến ơi. Thế thầy có thấy thơm không? Con phải hỏi Hiến thì cái gì chả thơm. Cứ thơm như là muối mít. Dạ, em mời thầy vào. Lần cái bu cái hiếm môi hến này chúm chím răng tựa hạt na răng trắng như ngà hến làm ta ngây ngất hến ơi. Ồ, em chả tin thầy nói dối em rồi. Thầy nói thật nhé. Thầy thề có thiên có địa. Thầy mà nói bịa quả rỉa chết tôi. Quả rỉa chết tôi ạ? Tôi mà nói sai thì gai đâm mù mắt. Đúng rồi, nó đâm trong mù mắt đi. Tôi nói không thật. Thánh vật trời chu Hến ơi. Hến ơi, nó mềm như chiếc ngôi nhà bay đen cũ. Thank you.
Thế nhà hiến nuôi cả chó à? Vâng ạ, nhà em nuôi chó đẻ đấy thầy ạ. Nuôi cả chó đẻ nha. Dạ vâng ạ. Thế số thầy chẳng ra gì, ở ngoài kia nhiều muỗi quá, vào đây lại gặp cả chó. Nè, thế nó đẻ nhiều con không? Thưa thầy, nó đẻ một con đấy thầy ạ. Úi dồi ôi, này, chó mà đẻ có một con nè. Cái giống chó này là chó thiến suốt. Này, trông cẩn thận không muốn đập chết thầy đấy. Thưa thầy, thế thì tiện đây, thầy cho em xin hỏi một điều có được không ạ? Thế này, vẽ đêm hôm khuya quắt, chó thì dữ thế, hến hỏi gì hỏi đi. Dạ thưa thầy, thế đang đêm ấy mà dữ mò vào nhà gái chưa chồng thì luật thầy xử thế nào ạ? Cái dữ mò vào nhà gái chưa chồng? Vâng ạ. Nó làm gì có chuyện này? Thế mà có đấy ạ. Chắc đứa nào này giả dạng nhà sư mượn áo nâu xong để làm điều bậy bạ thế gì? Dạ. Nếu đúng vậy cứ phải xử. Xử thế nào ạ? Xử cho thật nặng. Thế nặng thế nào kia? Còn thế nào nữa, cứ là lột quần áo già lên cho 30 ngày cũng không được dẫn xác ngoái vào mông, mắt phải đi giống mắt không ăn được ở nhắm, cho thiên hạ ngắm gió mặt sư gian, thứ sư hổ mang làm ô danh cho bổn đạo. Nó đâu, nó đâu để thầy xử? Dạ thưa thầy, nó là, dạ nó cũng giống thầy đấy ạ. Hến nói thế nào, làm gì có chuyện giống thầy. Thầy nghiêm chỉnh như thế này, ai xử thầy mà xử vào đâu được chứ lị. Thôi, vậy thì để em xử thầy. Ôi trời ơi, thế thì Hến xử đi. Vâng, để em xử thầy. Ôi trời, nó lạ thế hả em? Dạ thưa thầy, em nghe hình như là con gà sống thiến nhà em nó kêu ấy thầy ạ. Thế ấm, đã nuôi chó rồi lại còn nuôi cả gà nữa. Thôi được, con trống cứ nhốt ngoài đấy, đưa con mái đây thầy xử đã. Em ơi, sao lại gáy tiếp là gà gì thế? Thầy ơi, em nghe không phải tiếng gà, hình như là tiếng quan huyện đấy. Hến ơi, quan huyện đây, mở cửa cho quan vào. Đúng rồi, quan huyện rồi thầy ơi. Ôi, làm gì có chuyện đấy? Hôm nay quan hiện cùng quan bà lên tỉnh thăm quan chánh kia mà. Ra xem thằng nào mở cửa cho quan vào, làm cái gì mà cứ lục đục trong đây mãi à thế? Ôi trời ơi, đúng rồi, đúng là quan huyện rồi. Đây em đã bảo thầy mà, đúng là quan huyện, không sai mà. Bây giờ làm thế nào bây giờ? À thế này nhá, hay là... Thôi. Thầy ơi, số tôi là số con chuột, nên đi đâu cũng gặp cái lão mèo, biết chạy đâu bây giờ. Ôi dồi ôi, chuột mèo gì nữa, thôi thầy lại chui cho em vào đây này. Sao lại bắt thầy chui vào đây à? Vâng, dồi ôi, đến cái nước này rồi, thôi nào, nhanh lên nào. Thường quá.
mà lâu thế? Vắng quan em đợi em chờ, tóc mây em gội em ngồi chờ quan. Em đang nấu ruột nấu gan, thế mà quan cứ đến mắng oan em thế này. Chó! Chó à? Dạ. Không phải chó đâu. Dạ. Chắc là mèo. Mèo gì không nào? Mèo đực ạ? Phải rồi, Hến ơi, chính quan đến chậm mong Hến bỏ qua. Dạ. Hôm nay trăng đẹp đẹp cả đôi ta. Dạ. Trông Hến như tiên ngà dáng thế. Dạ. Ôi giời ơi, cái miệng, đôi mắt như có bùa mê, đôi tay ngọc ngà, cái lưng cái tóc. Hến ơi, quan tuy khó nhọc nhưng đến với Hến thế này cũng bỏ bỏ ấy. Quan vừa đến chắc còn mệt à? Không, quan không mệt. Thôi, việc tơ tình xin chớ vội vàng. Làm quan ấy là phải đàng hoàng. Đúng. Đi đâu mà vội, hỡi chàng quan dê. Còn Hến mà bị dê, đã thế thì ông dê cụ. Ê Hến ơi. Dạ. Lại đây với quan nào? Để làm gì thưa quan? Quay giày còn để làm gì nữa? Để ta tủ tỉnh tủ tỉnh. Cô không thế à?
chết cha rồi. Sao? Em tưởng lão đề nhà em sang nhà chị cơ mà. Ôi trời ơi, chết rồi cô đề ơi. Chết rồi. Cái lão huyện nhà tôi cứ như con gà đực. Thế à? Mặt lúc nào cũng đỏ phừng phừng. Phừng phừng. Mắt thì lấp lơ lấp láo. Cứ nhìn thấy gái thì sao? Là ghê cục cục được ngay. Bây giờ lại mê con hến ở bên làng này. Cũng mê con hến. Tôi mà bắt được thì tôi sẽ xử. Chị xử thế nào đấy? Xử cho nó ra môn ra khoai chứ còn xử thế nào. Ôi trời ơi, chị ơi. Sao? Lão huyện nhà chị là tuổi mèo. Ừ. Còn lão đề nhà em là tuổi chuột. Thế à? Cho nên cứ chui lủi suốt đêm. Cũng đang nghìn kế trăm phương em giữ em kèm. Thế mà vẫn cứ tôm tem bậy bạ. Thế này em bắt được em cũng liều em xử đấy chị ạ. Em xử cho nó thà không có thì thôi. Chứ của nhà mình mà cứ lo ngày ngày thế này quất chịu thế nào kinh chị. Của nhà mình mà lại phải lo thế thì chịu theo được. Chị Huyền ơi, số chị em mình là số quỷ bưu. Chúng nên vỡ phải cái cầu hầm miêu. Cô đề à, mình đâu là gâm hầm trao thiêu. Cùng nhan sắc cũng yêu kiều con hến. Bắt gặp các lão đang nằm trong nhà con hến chị nghĩ thế nào? Tôi chỉ có mỗi một cách là thế này. Sao? Ôi dồi ôi. Này, các lão có lang chả ở đâu thì cũng cơm nhà là chính. Ôi trời chết, chị làm thế này á mất sống. Ôi mất sống chứ sao? Mình còn trông ngóng vào đâu? Trời nhìn trông ngóng vào đâu? Mình thiệt trước. Cô đề tuổi nhỏ chí lớn. Bây giờ cô bảo chị phải làm thế nào bây giờ? Ôi trời ơi. Nếu bây giờ nhá, mà vào trong nhà con hến ý, mà gặp cái lão đề nhà cô ở trong ấy, cô xử thế nào đã? Hả? Cái lão đề nhà em mà nằm trong nhà con hến hả? Thì sao? Thì em bịt mắt bắt cóng về nhà để cho nó bố đường xa lặn lội vất vả. Thế tôi hỏi thế này nhá, về đến nhà làm sao? Em cho nằm sấp cả tháng, cho đói giặc đói vàng, kiệt sức rồi còn làm gì được nữa chứ? Đói giặc đói vàng, kiệt sức là không làm gì được nữa. Chả làm gì được cả. Thế thì tôi hỏi cô thế này nhá, nếu mà bắt gặp các huyện nhà tôi ở trong đấy, cô bảo tôi xử thế nào nào? Chị chưa có cách nào xử à? Chưa, nó bảo có mỗi cái cách này thôi mà lại. Ông huyện ấy thì phải xử khác. Khác là khác thế nào? Bắt được hôm nay chị cứ lột chuồng ra cho em. Bà con ở đây người ta cười cho chết thì sao lại lục chuồng nhỉ? Đến công đường thì cho mặc quần áo. Nghe lời thì cho ăn cơm. Mà không nghe, chị cứ cho ăn cháo. Nghe lời, cho ăn cơm. Không nghe lời, cho ăn cháo. Ăn cháo gì? Cháo hoa, 3 tháng liền nhá. Ăn 3 tháng liền. Còn dữ lắm, ừ. Chị cẩn thận, vào trước đi. Vào trước. Tôi sợ lắm. Cô
để tôi đi sau. Cô đi trước đi, cô đi trước đi. Em đi trước là như một con chó để một con nhà nó là sao đập người sáu. Ê, đập cái sao thì lại để tôi đi trước. Thế thôi đi trước đi. Bây giờ thế này nhá, tôi vào trong nhà con Hến. Nếu mà nó xông ra thì cô phải vào cô cứu tôi đi nhá. Em cẩn trương, cẩn trương vào trước. Con này nó đâu? Không thấy đâu. Con Hến đâu? Hến? Con Hến có nhà không hả? Chồng bà đâu hả? Hến? Con hả lên nè. Trời ơi! Trời ơi! Nhìn nó kìa! Làm quan với ai được nữa? Ông có tụt không?
còn nằm ăn vạ trong ấy nữa hả? Các bà hãy về hết cả chưa? Còn một bà đây. Còn một bà thì em xin ra ngay. Sư sao lại có tóc? À, thì ra thầy xã giả sư. Giả sư như vậy là đắc tội, giả sư như vậy là hại dân. Dần dần cho đáng kiếp, cho đỡ lũ một dân. Xin cảm ơn, xin cảm ơn một tiết mục rất là hay. Thay mặt ban tổ chức và cô các chị nhân ngày 8/3, thay mặt toàn thể bà con thôn Đông Triều và hội phụ nữ xin chúc các cô các chị một sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Còn đó là quan điểm, xin cảm ơn rất nhiều.